Xin chào quý vị khán giả. Tiếp tục chương trình hôm nay thì muốn nói về sự về cái thể xác, tâm hồn Thi, tinh thần Thi. Từ lâu lắm rồi cho đến hôm nay, mọi người và bản thân Thi đều cứ nghĩ rằng Thi có một cái tinh thần yếu đuối, thường khi không kiềm chế được sẽ bộc phá ra, người ta gọi là bị điên, bị khùng. Nhưng mà rồi cho đến hôm nay Thi đã được các bác sĩ trong đất nước Canada cho những liều thuốc tốt nhất để cứu chữa bệnh tình của Thi. Và không những thuốc thang của bác sĩ mà cho đến những người, những đấng Đức Chúa, Đức Phật ở ơn trên đã giúp đỡ cho Thi để Thi được chữa lành bệnh, gần hết bệnh rồi. Và Thi muốn nói lên những cảm nghĩ của mình khi Thi đã được ơn trên giúp đỡ cho Thi. Thi nghĩ rằng trong những lúc Thi bình tâm trở lại, Thi đã đi lạc lõng giữa nơi những nơi ở trong đất nước Canada rộng lớn. Đó là những thành phố lớn của đất nước Canada: Toronto, Mississauga. Trong những lúc đó Thi chưa được kiềm chế tinh thần, Thi được bị đi lang thang ở đầu đường xó chợ. Và nhất là Thi không phải là bị lang thang, cái cảm nghĩ của Thi lúc đó rằng Thi muốn được tự lập để không cần nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Thi muốn tự lập kính sinh, tìm đường làm lập nghiệp. Nhưng mà Thi đã không kiềm chế được cái cảm xúc của mình, đã đi lang thang, đi hết con đường này, đi đến con đường kia. Và Thi xin nói tiếp tục về tinh thần của Thi cho đến hôm nay. Chắc có lẽ Thi muốn nói về sự giúp đỡ của đấng Đức Chúa Ba Ngôi, nhất là Đức Chúa Trời. Một đấng ở trên cao đã ngó xuống trần gian, đã ban ân điển, một người con của Đức Chúa hạ phàm để cứu rỗi muôn dân, những người cần được cứu, những người bệnh hoạn, những người nghèo khổ, những người khó khăn trong cuộc sống. Nên Chúa đã giúp đỡ cho tất cả mọi người trong đời sống con người ta thật sự. Nên Thi đã rất là kính phục mà mọi người đấng ở trên cao đã giúp đỡ bản thân Thi và mọi người trên toàn cầu thế giới. Nên Thi đã cộng tác kết hợp với sự giúp đỡ của quyền năng, sự giúp đỡ của Đức Chúa. Nên Thi đã gần kết thúc cái cơn bệnh hoạn của Thi. Cầu mong xin Chúa giúp đỡ cho Thi từ đây đến đời đời sẽ không còn uống thuốc nữa và sẽ nhanh chóng đi làm việc và học tập để trở thành một con người hoàn thiện, bình tâm, hạnh phúc, vui vẻ cho nếp sống từ đây đến đời đời cuối đời của Thi. Không nhất thiết Thi tìm người chồng nữa, mà Thi đều có những người thân trong gia đình đều yêu thương Thi hết mực. Thi được mọi người đều yêu mến, mặc dù Thi không có tài năng gì, Thi luôn luôn biết ơn những người trong gia đình Thi và những bạn bè trên năm châu bốn biển. Và hôm nay bây giờ kết thúc chương trình này,
tạm biệt mọi người, hẹn vào những chương trình kỳ tới. Xin tạm biệt, bye.